Hôm nay, ngày 14 tháng 10, giá vàng duy trì ngưỡng cao ở cả thị trường trong nước và thế giới. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Tính đến 6 giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được tập đoàn Doji niêm yết ở ngưỡng 82,5, 84,5 triệu đồng trên lượng, ở chiều mua và bán ra. So với đầu phiên giao dịch trước, giá vàng tại Doji giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua, bán vàng SJC tại tập đoàn Doji ở ngưỡng 2 triệu đồng trên lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 82,5, 84,5 triệu đồng trên lượng, ở chiều mua và bán ra. So với đầu phiên giao dịch trước, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua, bán vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu ở ngưỡng 2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn tròn 9.999 Hương Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 82,55 đến 83,45 triệu đồng trên lượng, ở chiều mua và bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 82,52 đến 83,42 triệu đồng trên lượng. PNG niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 82,3 đến 83,3 triệu đồng trên lượng, ở chiều mua và bán ra. Tính đến 6 giờ sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.657,1 USD trên ounce. Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh chỉ số USD giảm xuống. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14 tháng 10 cụ thể như sau. Xăng E5 RON 92 không quá 19.846 đồng trên lít. Xăng RON 95 không quá 21.061 đồng trên lít. Dầu hỏa không quá 18.790 đồng trên lít. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng đi ngang. Cụ thể, lúa IG 50.404 có giá ở mức 6.900-7.000 đồng trên kg. Lúa đài thơm 8 ở mức giá 7.808.000 đồng trên kg. Lúa OM 5.451 ở mức 7.200-7.400 đồng trên kg. Lúa OM 18 có giá 7.500-7.800 đồng trên kg, giá đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng trên kg, gạo jasmine 18.020 đồng trên kg, gạo nàng hoa 21.500 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000-16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000-22.000 đồng trên kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Nếu bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích cho nhà bếp, thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu top 5 sản phẩm thông minh giúp bạn trở thành chuyên gia trong nhà bếp. Hãy cùng khám phá để nâng tầm trải nghiệm bếp núc của mình nhé. Máy xay thịt mini đa năng CK-SK2288 sở hữu 4 lửa dao sắc bén cùng công suất 500W mạnh mẽ, giúp bạn xay nhuyễn thịt chỉ trong tích tắc. Máy xay sinh tố đa năng Godwell với công suất 850W. Máy xay này đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. Máy xay hạt khô xay bột gia vị đa năng công suất 300W, trang bị 6 lửa dao sắc bén. Sản phẩm này sẽ giúp bạn xoay các loại hạt khô, gia vị một cách nhanh chóng. Mới pha cà phê espresso tự động Bear KFG E12R5 với áp suất 20 PAR, dung tích 1,2 lít và công suất 950W. Sản phẩm trên là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích hương vị cà phê espresso. Nồi cơm điện Shop thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. Đặc biệt, để tri ân các khách hàng thương yêu của Cà Phê Lên TV, chúng tôi dành tặng 63 voucher giảm giá độc quyền, giảm ngay 25%, tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên trên kênh mua sắm Shopee. Mã voucher có hiệu lực đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.